nhà phải có người đàn bà thì mới có cơm nóng mà ăn. Anh Mộc ạ. Thế bao giờ con lớn hơn bố? Cháu bận hết rồi. Ông xa đâu ạ, cháu có thể không tắm cả tuần mà vẫn sạch. Bố cháu bảo đàn ông không phải tắm thì vẫn cứ là đàn ông. Thì bố cháu cũng không tắm mà. Không ạ. Con là người lớn thật.